Đăng phi xin chào các bạn. Sau đây Hải Đăng giới thiệu các bạn là tứ đề thứ 12. Hải Đăng đang phân phối quà phương spec dáng này dáng thúng. Cái hình của lưỡi giống dáng thúng. Tay cước là 2 ly các bạn. Tay rất cứng. Dáng này thường là đánh xa bờ các bạn. Kiểu này kiểu nút buộc. Giấu tay. Dáng rất đẹp. Xong xuống các bạn xem chì, chì này gọi chì chung, chì chung, chì dưới, có hai loại chì, chì trên và chì dưới, là chì chung và chì không chung. Đa số rồi thông dụng rất là đánh chì chung, chì dưới. Đây là giữ cái này chống lật đây, nhựa này chống lật đấy các bạn, nhựa này chống lật. Vừa rồi đang phát sinh đã giới thiệu các bạn tứ dáng thúng. Hải Đăng phát sinh xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng phát sinh.